Stop your crying, baby. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around me. I will be here, don't you cry. Oh, I'm so small, you seem so strong. Chào các bạn, tên là Gosea, cảm ơn các bạn đã xem review clip của mình. Review clip của mình sẽ nói về hai ID có tên là One Cat Production Molecular của Dandep và Uzumaki của Dandep. Thì hai cái mô này là mình chỉ là cover lại ý tưởng thôi. Thì ở mô thứ nhất thì Gosea nghĩ là mình không cần bóp lá bài, các bạn chỉ cần giữ phát ngay cái lá bài đó, rồi các bạn làm move là nó sẽ ra phát tương tự. Còn move thứ hai là các bạn chỉ cần hấp bass ở khúc cuối là nó chọn vẹn nguyên cái phát đó luôn, mà không phải cover như là của Dandep là stretch ra ha. Các bạn chắc cũng sẽ hiểu những lời nói của Gosea khi mà nói như thế này. Ngoài ra thì Gosea muốn nói thêm về mechanic deck đó là một bộ bài. Khi các bạn ripple thì nó sẽ các bánh xe nó xoay. Thì tôi suy nghĩ bộ đó thì cũng rất là ok, rất là đẹp. Nhưng mà ở một bộ tên là Finish Apocalypse thì nó cũng có effect tương tự. Khi các bạn ripple nó ngay cái bách thì nó vẫn có hình tròn xoay. Nó đều rất là thú vị, tôi suy mới phát hiện được hôm nay thì phải. Đây là bộ bài của Gosea sẽ review tiếp theo, nó rất là tuyệt vời, không phải nói như thế. Nó có tổng cộng tới 7 effect, 7 bí mật mà Gosea tìm được, có thể là hơn, mà Gosea chỉ hiện tại lượng Gosea tìm được 7 bí mật. Nó rất là ok, nó rất là đẹp, nó rất là beautiful, nó rất là amazing, nó rất là surprise, nó rất là what the fuck, rất là đủ thứ hết. Thật sự là bất ngờ bộ bài này, rất là bất ngờ. Gosea sẽ review bộ bài này trong tuần này. Và cảm ơn các bạn đã xem video clip của Gosea và những like và subscribe với Gosea nhé. Chào, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.